Hello, xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phong Vũ Official. Và đây là số Q&A thứ 21. Với số Q&A thứ 21 lần này thì chúng ta vẫn có sự đồng hành của Vi. Đó, và với sự đồng hành của Vi lần này thì các bạn đã gửi về rất nhiều những câu hỏi hay. Chi tiết như thế nào thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu video lần này nhé. Let's go. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên đi. Và câu hỏi đầu tiên mà tụi mình nhận được đó chính là: mua VGA thì quan tâm đến yếu tố nào nhất? Với câu hỏi này thì mình nghĩ là chúng ta nên quan tâm đến 3 yếu tố các bạn nha. Yếu tố đầu tiên đó chính là kiến trúc xây dựng nên VGA đó là gì? Touring hay là Ampere, tùy vào cái dòng card đồ họa mà các bạn định mua nha. Còn đối với yếu tố thứ hai đó chính là số nhân. Số nhân thì tùy hãng nó sẽ có từng tên gọi khác nhau. Ví dụ như NVDA thì chúng ta sẽ gọi là nhân CUDA. Còn đối với nhà AMD thì chúng ta sẽ gọi là Streaming Processor. Hay kể cả Intel thì chúng ta sẽ có cái tên gọi đó chính là Xe Core. Nói chung là mỗi hãng thì sẽ có một cái tên gọi khác nhau để cho nó tạo nên một cái signature dành cho cái hãng của mình. Và yếu tố cuối cùng đó chính là về số lượng VRAM. Ví dụ như VRAM càng cao thì nó sẽ đóng vai trò, nó giải quyết những cái tác vụ nặng như là các bạn làm đồ họa, đặc biệt là làm 3D thì nó sẽ xử lý tốt hơn. Hay kể cả là những cái tựa game AAA mà chúng ta cần nhiều cái dung lượng VRAM á thì nó cũng sẽ hỗ trợ để xử lý cái việc đấy. Nhưng để mà nói chọn yếu tố nào quan trọng nhất thì mình theo mình nghĩ đó là kiến trúc ha. Vì nếu như mà một cái con VGA mà nó có cùng hãng, cùng tần số nhưng nó chỉ cần khác cái kiến trúc một chút xíu thôi thì hiệu năng của nó cũng đã khác nhau rồi. Nên mình nghĩ kiến trúc là một yếu tố quan trọng khi chọn VGA ha. Đó, đúng rồi đó. Nay là Vi đã trưởng thành rồi đó các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo mà mình đã nhận được, đó chính là: anh ơi cho em hỏi, MacBook em khi dựng video mà nó nóng lên gần tới 100 độ thì có sao không ạ? Có sao chắc nha các bạn. Cái này là chắc chắn có sao luôn nha. Bởi vì có thể là các bạn đang hiểu nhầm một trong hai trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên đó chính là cái phần vỏ của nó nóng lên tới 100 độ hay là linh kiện của nó, đặc biệt là CPU, nó nóng lên 100 độ. Nếu như mà CPU của các bạn á, nó nóng lên 100 độ á, thì mình nghĩ nó có sao thật sự luôn á. Và nó sẽ ảnh hưởng đến độ bền của chiếc máy chúng ta. Còn đối với trường hợp thứ hai đó chính là phần vỏ của MacBook mà nó bị nóng lên thì chắc chắn mình nghĩ là các bạn đang sử dụng MacBook Air đúng không? Nếu như mà các bạn sử dụng MacBook Air mà các bạn làm những cái tác vụ đồ họa nặng á, thì cái hệ thống tản nhiệt của nó chỉ là một cái hệ thống tản nhiệt bằng ống đồng Hessian thôi, và nó tản nhiệt trực tiếp thông qua cái phần vỏ máy luôn. Mà vỏ máy bằng kim loại thì nó sẽ tỏa nhiệt ra rất là nhiều, nên đôi khi các bạn sờ vào các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là nóng. Còn nếu như mà các bạn sử dụng MacBook Pro á, tại vì con MacBook Pro nó sẽ có một cái hệ thống tản nhiệt bằng quạt, nên thành ra chúng ta sẽ không cảm nhận cái bề mặt là nó nóng lên quá nhiều giống như là con MacBook Air đâu. Nên thành ra các bạn hãy check lại kỹ xem là nó nóng lên ở phần vỏ hay là nó nóng lên ở trong cái phần linh kiện CPU để mà chúng ta có cách xử lý nó tốt nhất các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba, đó chính là: cho em hỏi AMOLED trên điện thoại khác gì IPS trên máy tính ạ? Em thấy tò mò quá nên hỏi ạ. Anh cũng thấy tò mò nữa, anh cũng muốn hỏi nữa. Đó em rồi, cái này cũng em luôn á. Ok, với màn hình AMOLED và màn hình IPS thì nó sẽ có sự khác nhau tương đối lớn các bạn nha. Với màn hình AMOLED thì nó là một cái dạng màn hình cao cấp hơn so với màn hình OLED. Nó sẽ hoạt động bằng cách là nó sử dụng những cái chất hữu cơ phát sáng bằng cách là nó cho dòng điện đi qua. Còn đối với màn hình IPS thì nó là một cái dạng màn hình tinh thể lỏng. Mà cái màn hình tinh thể lỏng này á, nó được sắp xếp theo hàng ngang và nó nằm song song với cái lớp phân cực thay vì là trên dưới. Bởi vì cái sự khác biệt nhau về cấu tạo giữa hai cái dạng màn hình như thế này nên thành ra nó sẽ có cái sự phân cấp với nhau. Đối với màn hình AMOLED thì thường các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở trên những cái màn hình của những cái chiếc điện thoại chẳng hạn, ví dụ như là điện thoại Samsung. Còn đối với màn hình IPS thì nó sẽ là một cái dạng màn hình để chuyên làm những cái màn hình máy tính. Các bạn thường thấy là những cái màn hình IPS 165Hz, 180Hz vân vân mây tất cả các kiểu xuất hiện rất là nhiều trên thị trường á. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những ưu điểm của nó đi. Ưu điểm của màn hình AMOLED đầu tiên đó chính là màu sắc nó cho ra sẽ tươi tắn và độ chi tiết tốt hơn rất nhiều so với màn hình IPS. Bởi vì dù sao AMOLED nó cũng là một cái dạng màn hình cao cấp mà, đúng không? Rồi, ưu điểm số 2 đó chính là độ bền của nó cao hơn, bởi vì nó sẽ chịu được cái tác động lực tốt hơn so với màn IPS, nên thành ra nó thường được áp dụng trên những cái màn hình điện thoại đó các bạn.
Và cái thứ ba đó chính là độ sáng của màn hình AMOLED thì nó sẽ tốt hơn một chút so với màn hình IPS. Và cuối cùng đó chính là cái cấu tạo xếp lớp của cái màn hình AMOLED này, nó sẽ là 3 lớp thay vì là 5 lớp giống như là màn hình IPS. Rồi, nói như vậy không phải là màn hình IPS nó không có điểm mạnh nha. Màn hình IPS nó vẫn có điểm mạnh. Đầu tiên đó chính là về cái độ tương phản màu sắc của nó sẽ tốt hơn khá là nhiều. Về độ tương phản màu sắc của nó thì sẽ khá là tốt. Và kèm theo đó là góc nhìn của chúng ta với cái màn hình nó sẽ rộng hơn. Nó nằm đâu đó khoảng là 178 độ các bạn. Và cấu tạo của cái màn hình này thì sẽ là 5 lớp. Đó, nó sẽ khác biệt nhau đôi chút như vậy thôi. Nếu như để chọn á thì mình sẽ chọn màn hình AMOLED nha. Tại vì cái màn hình này nó sẽ hiển thị rực rỡ và màu sắc tươi tắn hơn. Còn ví dụ như Vi chọn màn hình nào? Nào đẹp em thích nè. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 ở trong số Q&A lần này luôn đi. Rồi, câu hỏi số 4 cũng là câu hỏi cuối cùng mà tụi mình nhận được trong số Q&A lần này. Đó chính là cho em hỏi laptop i3 Gen 10 thì cắm GTX 1660S hay là RX 6500XT thì cái nào mạnh hơn? Để có nhu cầu của em đó chính là chơi game LOL nè, Minecraft nè, Season và những game giả lập ạ. Cái chỗ 1660S á là 1660 Super đó. 1660 Super, chữ S là viết tắt của chữ Super. Tại vì các bạn thường là hay viết tắt giống như vậy cho nó nhanh á. Rồi, với cái cấu hình như thế này á, mà nếu như mà các bạn để dành chơi game không á nha, thì mình nghĩ mình sẽ chọn con RX 6500XT. Nếu như nói về chơi game á, thì những cái dòng card thuộc phân khúc là tầm trung đổ xuống á của nhà AMD thì nó sẽ có hiệu năng tốt hơn một xíu so với những cái dòng card đến từ nhà NVIDIA. Nhưng mà nói vậy á, không phải là dòng card của nhà NVIDIA là nó không có điểm mạnh đâu nha các bạn. Ví dụ như mà các bạn sử dụng đa nhiệm hơn, các bạn vừa làm, vừa học, vừa chơi game á, thì chúng ta nên chọn 1660 Super. Nói chung là nó tùy vào nhu cầu và sở thích của các bạn thôi. Nếu như các bạn fan của nhà đỏ, các bạn chọn AMD của mình. Các bạn thích chơi game, các bạn chọn AMD của mình. Còn nếu như mà các bạn thích theo dạng là chúng ta cái gì cũng muốn á, muốn học nè, muốn làm nè, muốn chơi trực tiếp luôn, thì các bạn có thể chọn con 1660 Super nha. Đó, còn ví dụ như Vi chọn nhà xanh hay là nhà đỏ? Nhà màu cam. Rất tiếc là chưa có nhà màu cam em ơi. Dạ không, em chọn mà nhà màu xanh nha mọi người. Màu xanh nha mọi người, ok. Rồi, và đó chính là tất cả những nội dung có trong số Q&A lần này đến từ tụi mình. Đó, các bạn cảm thấy là số Q&A lần này như thế nào? Nó có bổ ích hay không? Nó có hữu dụng hay không? Hay kể cả là nó có đẹp hay không? Đó, thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới phần comment nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào số Q&A tuần sau. Thiếu rồi, đừng quên like và subscribe nha. Okay. Rồi, bye bye các bạn.